Chiều nay ngày 7 tháng 7, Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Sau tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Đa Phát Thanh Truyền hình Đà Nẵng đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó, nổi bật là đã thực hiện sản xuất chương trình theo đơn đặt hàng tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Thành ủy, đầu tư nâng cao chất lượng chương trình, công tác xây dựng đảng được quan tâm đảng ủy đài và các chi bộ vừa vận dụng sáng tạo tư tưởng hồ chí minh vào công việc hàng ngày trong công tác tuyên truyền vừa giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ 6 tháng cuối năm 2022 Đài tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm do ngành thành phố giao, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở.